Xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Sự Chị Tâm Tình nhé. Xin kính chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu mà ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp em để theo dõi những câu chuyện rất là hấp dẫn mà em xin chia sẻ về những cái cuộc sống hàng ngày với mọi người, để chúng ta có thể có ra được những kinh nghiệm nhé mọi người nhé. Đây là một câu chuyện khá buồn của tuổi trẻ. Đây là một câu chuyện của một em gái chia sẻ như sau. Em điên cuồng ép cưới khi mang thai nhưng mà anh vẫn cố tình chạy làm. Năm nay là em 24 tuổi. Dù em đã có thai với bạn trai nhưng trước đấy thì là chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Chưa có một mảnh tình vắt vai nào và cũng chưa biết rung động trước ai cả. Sau khi tốt nghiệp đại học thì em ra trường và xin vào làm việc của một công ty và có gặp anh ở nơi đó. Thời gian thử việc, anh là người phụ trách và hướng dẫn em. Em là người là sinh viên mới ra trường, vào trường, vào công ty để xin việc. Và anh thì to cao đẹp trai và anh chính là người mà hướng dẫn em, trực tiếp hướng dẫn em. Trong cái thời gian thử việc đấy thì em thấy anh cũng rất là tốt bụng. Và em thì cũng là người rất là lắng nghe, học hỏi. Dù vì thế, dù mới gặp nhưng mà chúng em đã có cảm tình với nhau. Anh cũng rất là quý em, bởi vì em cũng rất là chăm chỉ học tập. Và anh thì cũng rất là nhiệt tình chỉ bảo. Trai chưa vợ và gái chưa chồng thì lúc đầu cũng chỉ đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ cố gắng để hoàn thành được tất cả những cái công việc ở trong công ty người ta đưa ra thôi. Sau một tháng thử việc thì mục tiêu ấy đã bắt đầu là hoàn thành, và hoàn thành rất là tốt. Và mỗi ngày thì em vẫn ở bên cạnh anh theo sự chỉ dạy của anh. Thật may thì em đã hoàn thành tốt rồi thì công ty cũng lại có một đợt là sẽ tuyển nhân viên và làm việc chính thức. Thì em đã được anh mời ở lại để làm công việc đó cho công ty. Và nói chung là anh cũng là người tốt. Trước đây thì nói chung là em với cả bạn trai em thì cũng chỉ là mới có cảm tình với nhau thôi, cũng chưa gọi là yêu đương gì chính thức cả. Và em cũng có nhã ý là sẽ mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh trong cái thời gian vừa qua đã nhiệt tình hướng dẫn và dạy bảo cho em. Và bây giờ là em lại có cơ hội để được làm nhân viên chính thức ở trong công ty nữa. Và anh cũng đã nhận lời mời để đi ăn trưa. Thế rồi bắt đầu công việc, sau khi ăn trưa xong thì chúng em về cũng vẫn bình thường, nhưng tình cảm có vẻ như quý nhau nhiều hơn. Vì bây giờ em chính thức sẽ là đồng nghiệp của anh. Đến cái ngày mà lĩnh tháng lương đầu tiên thì em lại mời anh đi ăn một lần nữa. Anh nhận lời và hẹn em ở tại một cái nhà hàng rất là lớn. Nói thật là em khá sốc vì đây là một cái nơi mà khá sang chảnh mà em lại mới lĩnh lương, nhưng lại muốn cảm ơn anh nên em đã đồng ý đến cái nhà hàng sang chảnh đó. Sau bữa ăn thì em đã định thanh toán, thế nhưng mà anh đã trả tiền trước hết rồi. Anh đã trả tiền rồi, chứ không có nghĩa rằng là vì cái đến một cái nơi sang chảnh đấy mà em lại phải tiêu hết tháng lương thử việc của em. Thế thì sau bữa ăn đó thì chúng em chính thức là bắt đầu quen nhau và cũng đồng ý là người yêu của nhau. Rồi anh rủ em đi xem phim, rồi đi cà phê, rồi đến lúc muộn thì anh chở em về nhà. Buổi trưa hôm đó thì rất là vui và thoải mái. Và lần đầu tiên em cảm thấy thực sự là rất là hạnh phúc ở bên cạnh một người đàn ông. Tại vì từ trước đến giờ chưa có quen ai, chưa có cảm tình với ai cả. Và đây là lần đầu tiên em rung động. Và cái đêm đấy thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Có nghĩa là cũng chỉ đi chơi như là bạn trai bạn gái một cách bình thường thôi. Và sau đó thì anh lại rủ em đi chơi nhiều hơn, đi ăn nhiều hơn. Và cũng cảm thấy rất là xúc động bởi vì những cái tình cảm mà anh dành cho em rất chi là ấm áp, yêu thương. Thì như những người bạn trai bạn gái bình thường họ tìm hiểu nhau thôi. Thì cũng rất là xúc động và em cảm thấy là mình đang tràn ngập trong tình yêu. Bắt đầu thì em cảm thấy là mình có cảm tình với anh nhiều hơn và yêu anh nhiều hơn. Rồi anh cũng ngỏ lời và em cũng không ngần ngại đồng ý. Bởi vì là giữa em và anh là trai chưa vợ gái chưa chồng mà đến với nhau thì cũng chính là bình thường thôi. Thế xong rồi mối quan hệ của chúng em cũng tốt đẹp lên. Và đã có hơi vội vàng khi chúng em đã đến với nhau hơi sớm.
Và sau hai lần quan hệ là hai lần chúng em đi sâu hơn và khá thân mật với nhau hơn, thì sau hai lần thì em đã bị dính bầu. Tại vì thực sự ra là em không có một chút kinh nghiệm gì, không có một chút kinh nghiệm gì cả, và để nó rất là tự nhiên thôi, thì cũng không nghĩ rằng là sau hai lần đã dính bầu rất là dễ dàng như vậy. Sau khi dính bầu thì em cảm thấy rất là hoang mang, bởi vì là em cũng còn rất là trẻ, mới có 24 tuổi thôi, còn anh thì cũng mới có 28 tuổi. Thực sự ra là nếu như mà nói là cuộc sống bình thường thì 24 tuổi và 28 tuổi và cũng đã có công ăn việc làm ổn định rồi, thì cái việc mà lên vợ lên chồng thì em nghĩ cũng là một cách rất là bình thường, rất là đời thường thôi. Và cái hôm mà em phát hiện ra là em chậm kinh và một cái thử về đã thấy là mình dính bầu, thì em quyết định là sẽ nói cho anh biết. Và em nghĩ rằng là với những người yêu nhau thực sự thì người ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà biết được cái tin là người yêu mình có bầu, là mình đã sắp sửa được lên làm cha. Thế nhưng mà không thể ngờ rằng khi em nói cho anh là thông báo cái tin vui là em có bầu thì anh lại tái mặt đi, và anh cương quyết rằng là không giữ lại em bé. Và anh có thuyết phục em rằng là chúng ta còn quá trẻ để chúng ta có thể kết hôn lại với nhau, được với nhau, và chúng ta cũng có cái thời gian gắn bó rất là ngắn, mới chỉ có mấy tháng thôi, thì anh cũng không nghĩ rằng là chúng ta đủ tình yêu chưa đủ sâu đậm để có thể là tiến tới hôn nhân được. Và thực sự em rất là buồn, rất là sốc. Đây là tình yêu đầu đời, nhưng mà quan điểm của em thì là dám làm dám chịu. Còn cái việc mà có con ấy, là cái việc em bé thì không có tội gì cả, cho nên là em vẫn muốn rằng là cái lỗi mà mình làm ra thì mình sẽ phải chịu, và mình sẽ để đẻ, và không muốn, như anh nói là không muốn bỏ em bé đi. Và anh đã rất là bối rối trong cái việc đó. Em muốn anh là, em bắt anh là phải chịu trách nhiệm, bởi vì cái việc này là việc người lớn gây ra, và chúng ta phải đối mặt với sự thật là chúng ta đang có con. Và em bắt anh là phải cưới em, phải lấy em, và phải đến nhà để nói chuyện với bố mẹ em, để xin cưới cho đàng hoàng, để cho con còn có bố có mẹ. Thế nhưng anh cũng đồng ý đến gặp bố mẹ em, cũng không hiểu rằng là anh đã nói cái gì, không hiểu là anh đã giải thích cái điều gì với bố mẹ em. Thế nhưng mà anh vẫn cứ lần nữa rồi từ chối, rồi tránh mắt em, thậm chí rằng là không cho em gọi điện thoại nữa, xóa hết tất cả mọi thứ đi để lảng tránh cái việc là sẽ phải kết hôn. Và cái việc này thì không thể kéo dài hơn được nữa, khi mà con ở trong bụng em thì ngày một lớn lên, thì bây giờ không thể để là đẻ xong rồi mới cưới được, thì như thế thì rất là xấu hổ với cả họ hàng, rồi cả bố mẹ, rồi tất cả những người thân. Và rồi em cũng tìm lý do để gây những cái căng thẳng với anh, gây những cái áp lực với anh để anh phải làm. Thế nhưng mà anh đã không liên hệ với em nữa, mà cắt đứt mọi liên hệ luôn. Thậm chí là anh nghỉ cả làm và anh chuyển sang một công ty khác. Em có đến nơi anh ở thì người ta nói rằng đấy chỉ là nơi mà anh thuê thôi, chứ cũng không phải là nhà của anh để mà nói là để có thể bắt đền anh được. Và có một lúc là em cảm thấy rất là uất ức, cảm thấy rất là tủi hờn, và cũng tự trách mình là mình đã rất là ngây thơ. Và khi mà cái sự uất ức nó lên đến cao trào thì em đã tự cắt tay của mình, tự tử, muốn chết đi, không muốn sống nữa. Thực sự lúc đấy là không còn muốn sống nữa, bởi vì cũng không liên hệ được với anh. Thế nhưng mà em vẫn cứ có bạn của anh, và em có, khi mà em cắt tay tự tử thì em có chụp ảnh để gửi cho anh biết rằng là em đã làm như vậy. Thế nhưng mà anh vẫn không hề một chút nào hồi âm, anh không hề một chút rung động gì, không một chút hồi âm gì. Vì đây là lần đầu tiên em mang thai mà, cho nên em cũng rất là hoang mang, không nhận được sự quan tâm của người yêu, cũng trong một cái tâm trạng rất chi là không tốt. Và là chính cái điều đấy lại làm cho em động thai đó. Là bây giờ là mẹ cũng yếu mà con cũng yếu, rồi em không biết làm gì cả. Bây giờ là tuổi trẻ đã gây ra những cái như vậy. Thì nhân đây mình qua câu chuyện của cô gái, mình cũng muốn chia sẻ rằng là
bây giờ thì thực sự ra là giới trẻ yêu và đến với nhau một cách rất là nhanh chóng. Thế nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta cần phải có những hiểu biết, có những tính toán để làm sao để mà không để ra những cái câu chuyện tái tiếp như câu chuyện của cô gái này đã để xảy ra, và cắt tay để mà dọa hay là để mà chết, đấy cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Tương lai thì vẫn còn dài. Nói chung là bây giờ thì tuổi trẻ khi mà yêu nhau thì chúng ta cần phải có những biện pháp để mà phòng tránh trước, phải hiểu được những cái biện pháp như thế để làm sao để mà có những cái yêu nhau an toàn mọi người nhá. Và bên cạnh đây thì đấy cũng là một câu chuyện để cho tất cả phụ huynh, tất cả mọi gia đình, tất cả tuổi cả các bạn trẻ có thể rút ra được một cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Còn đến trong câu chuyện này thì cô gái vẫn đang ở trong tình trạng là bế tắc, bởi vì là vẫn không liên hệ được với anh chàng kia, và con ở trong bụng thì dần lớn lên. Thế nhưng bây giờ thì cả mẹ yếu và con yếu, thì anh kia anh cũng cao chạy xa bay mất rồi, cũng không biết đường nào mà tìm. Ở thì không còn ở nơi đấy nữa, làm thì cũng không làm ở đấy nữa. Đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong cuộc sống. Nếu như mà quý vị khán giả mà có cái ý kiến gì, xin quý vị khán giả hãy cho lời khuyên ở dưới bình luận nhé. Em xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh của Tâm Sự Chị Tâm Tình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả nhé. Đây là một câu chuyện có thật, và một câu chuyện này thì nó rất nhiều trong cuộc sống, thực sự là như vậy. Và bên cạnh đây thì chúng ta cũng rút ra một kinh nghiệm để chúng ta có thể uốn nắn được con cái của chúng ta. Và các bạn trẻ có nghe được thì các bạn trẻ cũng nên rút kinh nghiệm để làm sao mà có cho mình được một cái chút kinh nghiệm trong cuộc sống, trong quan hệ bạn bè, yêu đương nha mọi người nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.